hai phẩm hoan hỷ, bây giờ biết các chúng có duyên ở thế giới đều đến hội họp như là chư thiên ma phạm, các gia môn bà la môn kiền đạt phược a tố lạc, dòng thần người chẳng phải người, chúng đại bồ tát trụ thân cuối cùng nối ngôi tôn quý thế tôn liền bảo cụ thọ xá lợi tử. Nếu Đại Bồ Tát muốn hiểu rõ tất cả tướng của nhất thiết Pháp thì nên học bát nhã ba la mật đa. Lúc ấy xá lợi tử vui mừng hớn hở, rời khỏi tòa đảnh lễ Phật, trịch áo vai phải, gối phải chấm đất, chắp tay cung kính thưa. Bạch Thế Tôn, tại sao Đại Bồ Tát muốn hiểu rõ tất cả tướng của nhất thiết Pháp phải học bát nhã ba la mật đa? Phật bảo xá lợi tử, chư đại Bồ Tát nên dùng vô trụ làm phương tiện để an trụ bát nhã ba la mật đa. Vì sở trụ, năng trụ bất khả đắc, nên dùng vô xả làm phương tiện để viên mãn bố thí ba la mật đa. Vì người thí, người nhận và vật bố thí bất khả đắc. Nên dùng vô hộ làm phương tiện để viên mãn tịnh giới ba la mật đa Vì tướng phạm vô phạm bất khả đắc nên dùng vô thủ làm phương tiện để viên mãn nhẫn nhục ba la mật đa vì tướng động bất động bất khả đắc nên dùng vô cần làm phương tiện để viên mãn tinh tấn ba la mật đa vì thân tâm siêng năng lười biếng bất khả đắc nên dùng vô tư làm phương tiện để viên mãn tịnh lự ba la mật đa vì hữu vi vô vi bất khả đắc nên dùng vô trước làm phương tiện để viên mãn bát nhã ba la mật đa, vì tướng và tánh của các pháp bất khả đắc. Lại nữa, xá lợi tử, các đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, ba mươi bảy pháp phần bồ đề này bất khả đắc dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập không tam ma địa vô tướng tam ma địa vô nguyện tam ma địa ba đẳng trì này bất khả đắc dùng vô sở đắc làm phương tiện tu tập bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc tịnh lự vô lượng và vô sắc định bất khả đắc dùng vô sở đắc làm phương tiện tu tập tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ giải thoát thắng xứ đẳng trí biến xứ bất khả đắc dùng vô sở đắc làm phương tiện tu tập chín tưởng tưởng chướng tưởng sình tưởng đỏ bầm tưởng xanh bầm tưởng bổ ăn tưởng vung vãi tưởng hài cốt tưởng thiêu đốt tưởng hoại diệt các tưởng như thế bất khả đắc dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập 10 tùy niệm, tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Xả, tùy niệm Thiên, tùy niệm Hơi Thở Ra Vào, tùy niệm Nhàm Chán, tùy niệm Chết, tùy niệm Thân, các tùy niệm này bất khả đắc. Dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập 10 tường, tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng tất cả thế gian không thể vui, tưởng nhàm chán ăn, tưởng đoạn, tưởng ly, tưởng diệt, các tưởng như vậy bất khả đắc. Dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập 11 trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sanh trí, pháp trí, loại trí, thế tục trí, tha tâm trí, như thuyết trí, các trí như vậy bất khả đắc dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập tam ma địa có tầm có từ tam ma địa không tầm có từ tam ma địa không tầm không từ ba tam ma địa này bất khả đắc dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập vị chi đương chi căn dĩ chi căn cụ chi căn ba căn vô lậu này bất khả đắc dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập quán bất tịnh quán biến mãn xứ trí nhất thiết trí sa ma tha tỳ bát xá na bốn nhiếp sự bốn thắng trụ ba minh năm loại mắt sáu phép thần thông sáu ba la mật đa bảy thánh tài tám điều giác ngộ của bậc đại sĩ chín loại trí chí, hữu tình ở môn đà la ni môn tam ma địa mười địa mười hạnh mười nhẫn hai mươi tăng thượng ý lạc 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, trí nhất thiết tướng vi diệu, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, và vô lượng vô biên Phật pháp khác, các pháp như vậy đều bất khả đắc lại nữa xá lợi tử, nếu đại bồ tát muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí thì nên học bát nhã ba la mật đa, muốn mau viên mãn trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên học bát nhã ba la mật đa, muốn mau viên mãn tâm hạnh tướng trí của tất cả hữu tình, trí nhất thiết tướng vi diệu nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn trừ tất cả tập khí phiền não nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn thể nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn vượt qua địa vị thanh văn độc giác nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn trụ ngôi vị Bồ Tát bất thối chuyển nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn được sáu loại thần thông thù thắng nên học bát nhã ba la mật đa muốn biết sự sai khác giữa tâm hành và chỗ đến sai khác của tất cả hữu tình, nên học bát nhã ba la mật đa, muốn vượt hơn tác dụng trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác, nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn được tất cả các môn đả la ni, các môn tam ma địa nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn đem một niệm tâm tùy hỷ vượt hơn sự bố thí của tất cả thanh văn độc giác nên học bát nhã ba la mật đa muốn đem một niệm tâm tùy hỷ vượt hơn tịnh giới của tất cả thanh văn độc giác nên học bát nhã ba la mật đa muốn đem một niệm tâm tùy hỷ, vượt hơn định tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến của tất cả thanh văn độc giác, nên học bát nhã ba la mật đa, muốn đem một niệm tâm tùy hỷ, vượt hơn tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí, và thiện pháp khác của tất cả thanh văn độc giác, nên học bát nhã ba la mật đa, muốn đem một niệm tu tập thiện pháp, vượt hơn thiện pháp của tất cả phàm phu thanh văn độc giác, nên học bát nhã ba la mật đa muốn thực hành chút ít bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, vì các hữu tình phương tiện thiện xảo để hồi hướng quả vô thượng tránh giác, được vô lượng vô biên công đức nên học bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, giá lợi tử, nếu đại Bồ Tát muốn thực hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, lìa các chứa ngại mau được viên mãn, thì nên học bát nhã ba la mật đa, muốn được đời đời thường gặp chư Phật, thường nghe chánh pháp được Phật giác ngộ nhớ nghĩ lời Phật dạy nên học bát nhã ba la mật đa muốn được thân Phật đủ ba mươi hai tướng đại sĩ của bậc đại trưởng phu tám mươi vẻ đẹp đầy đủ trang nghiêm nên học bát nhã ba la mật đa Muốn được đời đời thường nhớ nghĩ tâm bồ đề đời trước không quên mất xa lìa bạn ác. Gần gũi bạn lành thường tu hạnh đại bồ tát nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn được đời đời đầy đủ oai lực lớn, làm các ma hàng phục, dẹp trừ các ngoại đạo nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn được đời đời xa lìa tất cả phiền não nghiệp chướng thông đạt các pháp tâm không chướng ngại nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn được đời đời tâm hoàn hảo, nguyện hoàn hảo, hành hoàn hảo liên tục thường không biếng nhác bỏ bê nên học bát nhã ba la mật đa muốn sanh vào nhà phật vào địa vị đồng chân thường không xa lìa chư phật bồ tát nên học bát nhã ba la mật đa muốn được đời đời đầy đủ các tướng tốt trang nghiêm như phật tất cả hữu tình trông thấy đều hoan hỉ phát sanh tâm vô thượng chánh giác mau được thành tựu công đức phật nên học bát nhã ba la mật đa muốn đem các năng lực của thiện căn thủ thắng, các phẩm vật cúng dường tốt đẹp tùy ý cúng dường, cung kính tôn trọng ngợi khen tất cả như lai like, ứng tránh đẳng giác, làm cho các thiện căn mau được viên mãn, thì nên học bát nhã ba la mật đa, muốn làm cho thỏa mãn đầy đủ tất cả vật mong cầu của chúng sanh như thức ăn uống, y phục, giường ghế, đồ nằm, thuốc thang, hoa, hương, đèn, xe, vườn, rừng, nhà, cửa, lúa, gạo, châu, báu, kỹ nhạc và các loại nhạc cụ tốt đẹp nên học bát nhã ba la mật đa lại nữa xá lợi tử nếu bồ tát muốn làm cho tất cả hữu tình khắp hư không giới pháp giới thế giới đều an trụ vào bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã thì nên học bát nhã ba la mật đa muốn được công đức phát sanh một niệm thiện tâm cho đến quả vô thượng bồ đề không cùng tận thì nên học bát nhã ba la mật đa muốn được chư phật các thế giới trong mười phương tất cả như lai ứng tránh đẳng giác các bồ tát cùng khen ngợi thì nên học bát nhã ba la mật đa Muốn một khi phát tâm có thể khắp đến vô số thế giới trong mười phương, cúng dường chư Phật làm lợi lạc cho chúng sanh, thì nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn một khi phát ra tiếng, liền có thể vang khắp vô số thế giới trong mười phương, khen ngợi chư Phật, dạy bảo chúng hữu tình, nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn trong một niệm làm cho tất cả hữu tình trong hàng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, tu học mười nghiệp đạo thiện, thọ tam quy y, hộ trì, cấm giới, tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, được năm thần thông nên học bát nhã ba la mật đa. Muốn trong một niệm có thể làm cho tất cả hữu tình trong vô số thế giới chư Phật khắp mười phương, an trụ pháp đại thừa, tu hạnh Bồ Tát, chẳng khinh bỏ các thừa khác, nên học bát nhã ba la mật đa muốn tiếp nối dòng giống phật không để cho đoạn tuyệt hộ trì ngôi nhà bồ tát làm cho không bị thối truyền làm thanh tịnh cõi phật và mau được thành tựu nên học bát nhã ba la mật đa lại nữa xá lợi tử nếu đại bồ tát muốn an trụ pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn an trụ tất cả chân như Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát muốn hiểu biết tánh của tất cả pháp như tánh sở hữu không điên đảo không phân biệt thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát muốn hiểu biết tất cả pháp nhân duyên đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên tánh vô sở hữu bất khả đắc thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát muốn hiểu biết tất cả pháp như viễn như mộng như tiếng vang như hình bóng như bóng sáng như sóng nắng như hoa đốm trên không như thành càn thát bà, như các việc biến hóa, chỉ do tâm hiện ra, tánh tướng nó đều không, thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn biết đại địa hư không, núi non, biển cả, sông ngòi, ao báu, khe hang, vũng hồ, địa thủy hỏa phong, các lượng cực vi trong ba ngàn đại thiên thế giới khắp mười phương, thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn trẻ một sợi lông ra làm trăm phần, lấy một phần sợi lông đem hết nước trong biển cả sông ngòi ao báu khe hang vũng hồ khắp ba ngàn đại thiên thế giới bỏ vào trong vô biên thế giới ở phương khác mà không làm tổn hại hữu tình trong ấy thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu Đại Bồ Tát gặp kiếp hỏa thiêu cháy khắp ba ngàn đại thiên thế giới, làm cho trời đất đều cháy rụi, muốn dùng một hơi thở thổi tắt liền thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát gặp kiếp phong nổi lên, ba ngàn đại thiên thế giới nương phong luân bị thổi mạnh, bay vọt lên sắp thổi ba ngàn đại thiên thế giới, núi Tô Mê Lô, núi Luân Vi, vân vân các vật đều tan nát như bụi, muốn dùng một ngón tay để ngăn lại sức gió kia làm cho chúng mất đi thì nên học bát nhã ba la và đa nếu đại bồ tát ở trong ba ngàn đại thiên thế giới muốn một khi ngồi kiết già đầy khắp cả hư không thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát muốn đem một sợi lông quần lấy ba ngàn đại thiên thế giới núi rượu cao núi luân vi các vật ném qua vô lượng vô biên thế giới ở phương khác mà không làm tổn hại chúng hữu tình trong đó thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu Đại Bồ Tát muốn đem một món thức ăn, một chút hoa, hương, tràng, lọng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi tất cả như lai ứng tránh đẳng giác và chúng đệ tử trong vô số thế giới khắp mười phương không ai chẳng đầy đủ, thì nên học bát nhã ba la mật đa nếu Đại Bồ Tát muốn làm cho chúng hữu tình, trong vô số thế giới khắp mười phương an trụ giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát chi kiến uẩn, hoặc trụ vào quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, a-la-hán, độc giác bồ đề cho đến nhập vô dư y, niết bàn, thì nên học bát nhã ba-la-mật-đa. Lại nữa, xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể biết như thật, bố thí như vậy được phước báo lớn, nghĩa là biết như thật, bố thí như vậy được sanh dòng tộc sát đế lợi, hoặc sanh dòng tộc bà la môn, hoặc trường giả, hoặc cư sĩ. Bố thí như thế được sanh vào cõi tứ đại thiên vương, hoặc sanh vào cõi trời 33, hoặc sanh vào cõi trời dạ ma, hoặc sanh vào cõi trời đổ sử đa, hoặc sanh vào cõi trời lạc biến hóa, hoặc sanh vào cõi trời tha hóa tự tại. Do bố thí như vậy được sơ thiền, hoặc đệ nhị thiền, hoặc đệ tam thiền, hoặc đệ tứ thiền. Do bố thí như vậy được định không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng, phi phi tưởng xứ do bố thí như thế phát sanh bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo đắc quả dự lưu hoặc nhất lai hoặc bất hoàn hoặc quả a la hán hoặc quả vị độc giác hoặc chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác có thể biết như thật tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã như vậy được phước báo lớn nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa có thể biết như thật về bố thí dùng phương tiện thiện xảo bố thí ba la mật đa viên mãn bố thí như thế dùng phương tiện thiện xảo làm viên mãn tịnh giới ba la mật đa bố thí như thế dùng phương tiện thiện xảo làm viên mãn an nhẫn ba la mật đa bố thí như thế dùng phương tiện thiện xảo làm viên mãn tinh tấn ba la mật đa bố thí như thế dùng phương tiện thiện xảo làm viên mãn tịnh lự ba la mật đa bố thí như thế dùng phương tiện thiện xảo làm viên mãn bát nhã ba la mật đa như vậy thực hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã với phương tiện thiện xảo thì có thể làm viên mãn sáu ba la mật đa